Kính chào quý anh chị cùng các bạn. Chào mừng quý anh chị cùng các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Đức Trung tại chợ ô tô Cũ Quảng Ninh. Và hôm nay ngày 28 tháng 9, chợ ô tô Cũ Quảng Ninh xin trân trọng giới thiệu tới quý anh chị cùng các bạn là một mẫu xe, đó là chiếc Forerunner bản XLS sản xuất năm 2017, màu đỏ đun. Và chợ ô tô Cũ Quảng Ninh thì chuyên mua bán, trao đổi và ký gửi tất cả các dòng xe ô tô đã qua sử dụng. Và chợ ô tô Cũ Quảng Ninh thì mạnh về các cái dòng xe bán tải. Nếu quý anh chị các bạn quan tâm thì có thể gọi điện trực tiếp hoặc kết bạn qua Zalo số điện thoại 0965 951 955. Quý anh chị các bạn mới xem video hãy bấm nút đăng ký để ủng hộ cho Đức Trung, và đồng thời cũng cập nhật luôn được tất cả các cái mẫu xe cũng như là cái giá xe mà chợ ô tô Cũ Quảng Ninh đang bán hàng ngày. Và trước mắt quý anh chị cùng các bạn là một chiếc Forerunner bản XLS sản xuất năm 2017, màu đỏ đun. Xe thì được trang bị rất là nhiều đồ, ví dụ như là lắp thùng thấp này, có vè chắn mưa, lẹp chân kính, tay hõm cửa thì ốp chống xước, thế và có cảm biến. Và đặc biệt là chiếc xe này thì được trang bị bộ màn hình siêu LED kết hợp với lại rất nhiều các cái đồ chơi, ví dụ như là thảm trải sàn. Nói chung sẽ quay lần lượt để quý anh chị các bạn có thể quan sát chi tiết. Đây là toàn bộ cái phần ngoại thất, sơn si thì sạch sẽ, sáng đẹp. Thế và lốp láp thì cũng còn mới cả gian, nó cũng đồng bộ với lại cái chất xe, một chiếc xe XLS cực kỳ đẹp. Và sau đây Đức Trung sẽ đi gần vào để quý anh chị các bạn có thể quan sát chi tiết mẫu xe này. Cái đầu tiên là cái phần đầu xe. Đấy. Đầu xe thì chủ xe trang bị rất nhiều các cái đồ chơi này. Đấy, ta có thể thấy là một bộ đèn bi xê lông, đèn full LED, có cái giải LED ban ngày. Đấy, đèn gầm thì cũng là đèn bi. Các cái đèn bi này nó giúp cho cái độ sáng nó trụm vào, ánh sáng nó tập trung, cho nên là cái việc quan sát chướng ngại vật cũng như là đi đường vào ban đêm thì cực kỳ là dễ dàng. Có giải LED ban ngày rất là đẹp, đèn bi xê lông, sơn si sạch sẽ, biển Quảng Ninh 14C 24376. Đức Trung vẫn đang để máy nổ cực kỳ êm, lốp láp mới cả gian, là răng đúc quanh đĩa, máy móc gầm bệ sáng quắc. Thế và ta có thể quan sát từ các cái đường gân góc cạnh cho đến là các cái mối lắp ghép này rất là kín khít. Một chiếc xe XLS cực kỳ đẹp, sản xuất năm 2017, trang bị số tự động một cầu của máy dầu 2.2. đây là cái quả lốp đằng trước ở bên phụ, lốp láp con này thì mới cả dàn, la răng cũng còn rất mới, không bị chảy xước, bậc bước to bản rất là đẹp, sơn si sạch sẽ, không bị chảy xước. Con này sơn zin thì còn rất nhiều luôn. Đấy, đăng kiểm thì dài miên man tận tháng 8 năm 2022. Máy móc gầm bệ con này thì sáng choang, trang bị vè mưa, lẹp chân kính, tay hõm cửa, ốp chống xước. Đây là chống xước titan, nó cực kỳ là cứng. Lắp thùng vai, lốp đằng sau ở bên phụ, lốp lap con này thì khỏi chê, còn đi vài năm nữa mới phải tính đến chuyện lốp cua lốp này, sắt xi bóng lơ. Và cái ống xả thì vẫn còn sáng quắc, màu mới nhá. Cái màu này là mới, khi mà quá trình hoạt động nhiều nó tác động bởi nhiệt, bởi oxy hóa nó sẽ xuống màu. Con này thì màu còn rất là sáng, các cái ốp đèn rất là đẹp. Và cái bàn đờ sốc phía sau thì trang bị thêm các cái cảm biến kết hợp với camera lùi, bởi vì là cái xe này nó rất là dài, cho nên là khi mà lùi vào chuồng hoặc là những cái vị trí chật hẹp phải có cái cảm biến cũng như là camera lùi thì rất dễ dàng. Lốp sơ cua còn rất là mới, gầm bệ sáng quắc và chưa có một vết cờ lê nào chỉnh sửa. Là một chiếc xe phải nói là cực kỳ đẹp.
Thế và chiếc XLS 2017 màu đỏ đun số tự động này thì chợ ô tô Cúc Quảng Ninh đang chào bán với giá là 556 triệu đồng. Bao rút hồ sơ. Quý anh chị các bạn quan tâm thì hãy liên hệ trực tiếp với Đức Trung, số điện thoại là 0965 951 955. Trời nó cũng bắt đầu tối, Đức Trung đưa xe ra đây quay nó dễ dàng hơn, chứ ở trong nhà kia thì nó có ánh điện nhưng mà quay cái phần nội thất nó rất là tối. Đây, cái phần cánh cửa ở đằng trước ở bên lái, cái vách lỉ nguyên bản. Xe được trang bị thêm một cái bộ gioăng để nó tăng thêm cái độ kín khít. Ghế da màu đen, lót sàn 3D, thảm rối. Toàn bộ các cái trang thiết bị trên xe cực kỳ mới. Ta có thể thấy là cái vô lăng 4 chấu này có tích hợp các phím bấm, có túi khí, có ga tự động. Còn con này mới chạy hơn 6 vạn. Đấy, màn hình trần lỉ nguyên bản, có hai đèn trần. Số tự động một cầu. Bằng điều hòa hai chiều nóng lạnh dùng cho cả mùa đông. Màn hình Android rất là to. Con này táp lô của nó cực kỳ đẹp luôn, táp lô giữ gìn cẩn thận, táp lô rất là sạch sẽ. Gương kính chỉnh điện. Đây, chỉnh gương. Kính điện, kính lái auto một chạm. Đấy, cam kết luôn với khách hàng là con xe này không một lỗi nhỏ, không ngập nước, không đâm va. Xe full đồ. Đây, hàng ghế phía sau. Hàng ghế phía sau này cái da còn rất là căng. Do ít sử dụng cho nên là hàng ghế phía sau còn rất là mới. Con này phải nói là đẹp căng luôn, từ các cái bậc bước này đã ốp chữ đăng gơ chống xước. Người ta kiểm tra đến cái lắp thùng cũng như là cái phần sàn phụ xe nhé các ông. Đấy, đây cái thùng xe này, do nó không phải chở hàng nặng nên là cái thùng xe còn rất là mới. Các cái cặp đèn này vẫn là đèn zin theo xe. Thế và ta cũng kiểm tra luôn các cái phần keo chỉ. Đấy, những cái con bu lông này vẫn còn nguyên zin, chưa tháo lắp vẫn còn nguyên các dấu chấm sơn KCS nhà máy. Mua chiếc xe này về sử dụng thì quý anh chị hoàn toàn là yên tâm. Vâng, một con xe vô cùng đẹp. Vâng, có thể nói là đẹp từng cm. Không một nỗi nhỏ. Táp lô đây. Túi khí. Vâng, Đức Trung sẽ quay tỉ mỉ để quý anh chị các bạn có thể quan sát thật là chi tiết từng cái ngõ ngách, từng cái góc phải nói là rất là khuất của xe. Hay để quý anh chị các bạn đây, quá trẻ em. Đây, bậc bước. Cảm rối. Sàn 3D. Đấy, và trần lì nguyên bản, vẫn còn nguyên túi bóng. Vâng, và đây là động cơ của chiếc Forenger bản XLS sản xuất năm 2017. Vâng, con này từ lúc mới đến giờ là động cơ là chưa rửa ráy, cho nên là nó bám một cái lớp bụi. Nhưng mà ta có thể quan sát thấy là cái bình nước phụ này vẫn còn trong vắt. Tất cả các cái ốc tai này vẫn còn zin hết. Tabo. Cho đến cái da máy. Da máy mặc dù nó bám bụi nhưng mà nó vẫn còn rất là sáng. Con này nếu mà cửa tôi đi thì nó sáng tóc như là chiếc xe mới luôn. Cái con này thì khả năng là mới thay ác quy thôi. Cái ác quy này là mới thay. Tất cả các trang thiết bị ở trong con động cơ này là đẹp.
với cái động cơ 2.2 máy dầu, còn có turbo biến thiên và phun dầu điện tử, thì cái mức tiêu hao nhiên liệu nó chỉ loanh quanh là tầm khoảng 8 lít trên 100 km, và sản sinh ra công suất là 165 mã lực, cực kỳ khỏe, gầm cao mà nó lại tiết kiệm nhiên liệu. Nên là quý anh chị các bạn mua về sử dụng gia đình hoặc là trong phục vụ công việc thì rất là ok. Ta quan sát lại một chút về cái phần nội thất của xe. Đây. Nó có cảm biến, thì có cam lùi, cho nên là nó rất là an toàn. Vô lăng 4 chấu có tích hợp các cái phím bấm, đàm thoại rảnh tay, bên này có ga tự động. Thế và gương kính chỉnh điện. Đương nhiên là xe này cũng còn khá là mới, cho nên là các cái chức năng của nó này hoạt động đầy đủ mà nó rất là linh hoạt, trơn tru. Thấy từ cái hệ thống phun nước rửa kính này nó rất là tơi. Thế và các cái tốc độ rửa kính ấy còn nguyên. Đấy, có cả rơ le thời gian này, cái nút ở ta có thể nhìn thấy cái nút rơ le thời gian này. Đấy, chỉnh gạt mưa phùn thì ta có thể gạt lên một lớp này, xong người ta chỉnh gạt mau, nếu mà gạt chậm thì ta gạt về đây. Đấy, tất cả mọi thứ thì vẫn hoạt động rất là ổn định. Vâng, kính thưa quý anh chị và cùng các bạn, trong hơn 10 phút vừa qua thì Đức Trung đã giới thiệu tới quý anh chị cùng các bạn là một cái mẫu xe Forerunner bản XLS màu đỏ đun biển Quảng Ninh, sản xuất năm 2017, thì xe nó còn khá là giữ gìn, mới đẹp và trang bị nhiều đồ chơi. Cái mẫu xe trên thì bên Đức Trung đang chào bán với giá là 556 triệu. Vâng, có lọc lá chút ít. Đức Trung xin phép được kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý anh chị cùng các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở các cái video lần sau.